trường mầm non Hoa Hồng tiền thân là nhà trẻ Liên Cơ, huyện Lạc Sơn, được thành lập vào tháng 11 năm 1988. Trường nằm tại trung tâm thị trấn Phụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Từ khi thành lập, nhà trường luôn xác định mục tiêu xây dựng trường học an toàn, thân thiện, cô giáo đổi mới sáng tạo, học sinh tích cực hoạt động. Chính vì vậy, nhà trường luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ của ngành giáo dục mầm non huyện Lạc Sơn. Năm học 2007-2008, nhà trường vinh dự được đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tháng 4 năm 2013, nhà trường được công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 2. Chất lượng giáo dục được khẳng định. Trong 2 năm học vừa qua, nhà trường luôn đạt giải nhất trong các hội thi giáo viên dạy giỏi, hội thi nét đẹp nhà giáo, hội thi bé khỏe măng non cấp huyện. Là đơn vị luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, được đón nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Tháng 4 năm 2016, nhà trường vinh dự được đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình trao tặng danh hiệu lá cờ đầu của tỉnh. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lạc Sơn, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, sự phối hợp tích cực của các bậc phụ huynh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, hiện nay trường có 2 chi điểm với tổng diện tích 5.710m2. Năm học 2017-2018, nhà trường có 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 12 nhóm lớp, là điểm đến của 355 học sinh. Như chúng ta đã biết, trẻ mầm non học bằng chơi, chơi mà học. Thông qua vui chơi, trẻ có thể lĩnh hội kiến thức một cách tự nhiên. Chính vì vậy, xây dựng môi trường thân thiện cho trẻ hoạt động là một điều nên làm và vô cùng quý giá đối với trẻ mầm non. Vì ý nghĩa tốt đẹp đó, nên trường mầm non Hoa Hồng của chúng tôi đã xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo, đầu tư đổi mới, sáng tạo các thiết bị đồ dùng dạy và học là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục, phát triển toàn diện của trẻ. Khi đến đây, chúng ta được đến với một không gian vô cùng thân thiện, khuôn viên trường được bố trí sắp xếp một cách hài hòa, hợp lý. Nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao thể lực và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho trẻ. Bằng sự linh hoạt, nhà trường đã tận dụng các góc sân để xây dựng các góc chơi, đáp ứng nhu cầu vui chơi học tập của trẻ. Vận động với những đồ chơi tự tạo như cầu khỉ, thang leo, xích đu, ném bóng, cổng chui, sân bóng đá mini trên nền cỏ xanh mướt do các cô giáo trồng và chăm sóc. Tại đây, trẻ có thể thỏa sức được chọn các trò chơi giúp trẻ nâng cao thể lực, rèn sức bền, sự khéo léo, dẻo dai, sự tương tác phối hợp với các bạn chơi giúp trẻ phát triển cân đối, hài hòa, mạnh dạn, tự tin. Để trẻ có thể đến gần hơn với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, bằng sự chăm chỉ, khéo léo của các cô giáo đã thiết kế nên góc vườn xanh với đầy đủ các loại cây, hoa gần gũi với trẻ. Để trẻ có thể tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ, từ đó giúp trẻ biết yêu thiên nhiên, có mong muốn bảo vệ và giữ gìn môi trường. Thank you.
thư viện của bé và góc spa Barbie được nhà trường tận dụng khu gầm cầu thang để trẻ có thể xem sách, xem truyện, tham gia các hoạt động trải nghiệm như hoạt động trò chơi dân gian giữa các giờ chơi và trong giờ đón trả trẻ. Trẻ được tham gia các hoạt động tết tóc, cắt móng tay, móng chân, trang điểm cho búp bê, giúp trẻ biết được một số kỹ năng chăm sóc bản thân, kỹ năng vệ sinh thân thể, giữ gìn cơ thể khỏe mạnh. Với những hình ảnh được trang trí đa dạng, màu sắc sặc sỡ, giúp trẻ thích đọc sách, yêu cái đẹp, yêu trường, yêu lớp. Khi đến với góc siêu thị của bé, với những đồ chơi, quà lưu niệm, trang phục rất đáng yêu, được các bậc phụ huynh nhà trường ủng hộ, các bé được trở thành những người bán hàng thực thụ, trẻ được đến với những món quà mơ ước của mình, từ đó tạo nên không khí chơi mà học một cách tự nhiên, hiệu quả. Góc khám phá với nước và khác luôn là một trong góc được lựa chọn nhiều nhất. Tại đây, trẻ có thể tự do chơi với các vật liệu tự nhiên như nước, sỏi, cát. Tham gia nhiều hoạt động không chỉ giúp trẻ được chơi mà các hoạt động tại góc còn giúp trẻ phát triển kỹ năng quan sát, khả năng phán đoán, phân tích, thu hút sự chú ý, ghi nhớ của trẻ. Các trò chơi giúp trẻ tìm hiểu được một số khái niệm đơn giản về toán, về khoa học, đồng thời kích thích phát triển ngôn ngữ, năng lực thực hành, cảm thụ âm nhạc, kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày. Nhằm nâng cao hơn nữa công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục của nhà trường chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo xin thêm quỹ đất để xây dựng vườn rau cho trẻ. Với diện tích 500m2, được trồng rất nhiều loại rau theo mùa, cung cấp đầy đủ rau xanh cho công tác bán trú. Và đây là môi trường hoạt động ngoài trời lý tưởng của cô và trẻ sau những giờ hoạt động trên lớp. Ngay trong khuôn viên trường, vườn cổ tích được xây dựng với các nhân vật ngộ nghĩnh đáng yêu trong các câu chuyện kể của cô, của mẹ thường ngày. Trẻ như được hòa mình vào không gian cổ tích đầy huyền bí nhưng cũng rất gần gũi, chân thực. Đặc biệt hơn, với một nhà trường đóng trên quê hương đất Mường, việc giáo dục học sinh biết giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là một mục tiêu quan trọng trong chương trình giáo dục của nhà trường, nhằm giúp trẻ có vốn hiểu biết về nền văn hóa của Việt Nam và đặc biệt là nét đẹp văn hóa dân tộc Mường. Qua đó, trẻ được mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh, hình thành kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống cho trẻ. Oh.
vị quê, trẻ được hòa mình vào không gian của phiên chợ quê với những loại rau củ quả sạch, các món ăn của quê hương. Trẻ được sống trong một không gian xã hội với các mối quan hệ khác nhau, giúp trẻ có khả năng thích ứng, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, khả năng xử lý các tình huống trong cuộc sống thường ngày. Điều đặc biệt, trong không gian mộc mạc của đất Mường, trẻ được đến với các dụng cụ của nhà nông, các đồ dùng vật dụng hàng ngày mang đậm nét văn hóa của người dân tộc Mường. Những bộ trang phục, những chiếc khăn thổ cẩm được làm nên từ những bàn tay khéo léo của người dân địa phương. Tất cả các hiện vật đã tạo cho trẻ một không gian học tập vui chơi thật bổ ích và ý nghĩa. Từ đó, trẻ biết trân trọng, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của quê hương, của dân tộc, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp cho trẻ. Với môi trường ngoài trời là môi trường trong lớp học, được các cô giáo bố trí khoa học hợp lý, trang trí phù hợp với các hoạt động. Lớp học đảm bảo ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Đồ dùng đồ chơi được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn, thân thiện với trẻ. Các góc chơi của trẻ không phải thật mà là giả vờ, nhưng sự giả vờ đó lại rất thật. Từ đó trẻ có thể tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Các góc chơi đều có tên để trẻ dễ quan sát, đồ dùng, đồ chơi đều mang tính đặc trưng của từng góc. Để lớp học thêm lôi cuốn, các cô đã sử dụng các màu sắc sinh động, các con vật, hình ảnh ngộ nghĩnh được cắt ghép rồi cho trẻ dễ sử dụng. Các góc chơi được sắp xếp xen kẽ giữa động và tĩnh, giáo viên bố trí góc chơi không cố định để trẻ có thể dễ dàng di chuyển, sắp xếp, tránh sự nhàm chán. Đồ chơi các góc được thường xuyên bổ sung, thay đổi cho trẻ luôn hứng thú và có mong muốn được khám phá. Từ các nguyên vật liệu phế thải như chai, lọ, xốp li tít, hộp giấy, bằng đôi bàn tay khéo léo của các cô giáo đã tạo nên nhiều đồ chơi sáng tạo hấp dẫn với trẻ. Nhờ sự cẩn thận chu đáo của các cô mà trẻ được tham gia hoạt động một cách tích cực, hiệu quả. Đây là hình ảnh góc phân vai. Tại góc chơi, trẻ có thể chơi các trò chơi bán hàng, bác sĩ, gia đình. Những đồ chơi của các cô làm đã giúp cho trẻ vào vai chơi một cách tự nhiên. Như bác bán hàng phải có thái độ thân thiện, cởi mở với khách hàng. Vai bác sĩ, trẻ có thể thể hiện thành công với hành động khám bệnh, động viên bệnh nhân. Khi nhập vai chơi gia đình, trẻ biết được mẹ thì đi chợ nấu cơm, bố thì sắp xếp đồ đạc, con thì trông em giúp mẹ. Chuẩn bị cho góc xây dựng, các cô đã sưu tầm các hộp giấy, xốp màu, chai, lọ để làm nhà, làm hàng rào, cây cỏ, các phương tiện giao thông. Tại đây, trẻ biết phân công nhiệm vụ cho các thành viên như bác lái xe chở vật liệu, bác công nhân xây dựng. Qua quá trình chơi, thấy trẻ chơi với thái độ đoàn kết, hỗ trợ nhau để hoàn thành công trình xây dựng của mình. Các học tập, trẻ rất có thể cùng cô tạo ra những quyển truyện tranh, làm quen với chữ cái, với các con số thông qua các biểu tượng gần gũi. Góc nghệ thuật với các đồ dùng nhạc cụ được cô thiết kế như đàn guitar, đàn organ, trống, phách tre, giúp trẻ thể hiện bài hát, bài đồng dao, ca dao sinh động và đặc sắc. Vật liệu mở cũng đã luôn được các cô giáo quan tâm để cho trẻ thỏa sức sáng tạo với các hoạt động tạo hình, giúp trẻ phát huy sức sáng tạo của trẻ.
với hành lang rộng, an toàn, các cô sắp xếp một góc thiên nhiên nhỏ cho từng lớp, cho trẻ cùng cô chăm sóc hàng ngày. Góc vận động của lớp được bố trí hợp lý riêng biệt. Ở đây có rất nhiều các đồ dùng đồ chơi như vòng, gậy, dây, đít ném, phù hợp các hoạt động vui chơi tại lớp. Điều đó tạo cho trẻ hứng thú, thoải mái khi tham gia hoạt động. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non theo quan điểm đổi mới, nhà trường đã có những giải pháp để nâng cao chất lượng các giờ hoạt động có chủ đích, bám sát vào mục đích yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ của từng độ tuổi. Giáo viên đã thiết kế bài giảng phù hợp và thường xuyên đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động. Mỗi nhóm tuổi có sự chuẩn bị khác nhau, cách tổ chức hoạt động của mỗi cô giáo cũng khác nhau, nhưng tất cả cùng hướng tới chung một mục tiêu là giúp trẻ phát triển toàn diện về đức, trí, thể, lý và kỹ năng tình cảm xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1 và vào cuộc sống tương lai. Tôi là Quách Văn Hiếu, là phụ huynh của cháu Quách Thành Nguyên đang học lớp 5 tuổi A1 tại trường mầm non Hoa Hồng. Tôi thấy các điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường rất đầy đủ. Nhà trường có các sân chơi cho các cháu học tập phát triển. Các cô giáo cũng rất thân thiện, yêu nghề mến trẻ. Gia đình chúng tôi rất yên tâm để gửi cháu học tập tại đây. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và những linh hoạt sáng tạo trong việc tham mưu, huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học trong và ngoài lớp học, đã giúp cho nhà trường có môi trường giáo dục chất lượng, trẻ yêu thích đến trường, phụ huynh tin tưởng đưa con tới lớp. Nhà trường đã trở thành điểm sáng về môi trường chăm sóc giáo dục trẻ, là nơi tham quan học tập kinh nghiệm cho các trường mầm non trong và ngoài tỉnh.